vô cái Ravel của Bảo. Ravel. Công nhận cái này mà em cầm được sniper em núp lùm kỹ lắm luôn. Cộng như là gì? Cộng cộng cộng. Trời ơi, có súng pháo. Ờ, nghĩ bên India. Có là súng pháo. Nó bị cộng vậy lẹ vãi. Ừ, có KK bắn ngon quá luôn. Rồi, ai biết snipe, Bravo. Bravo full nè ba. Ô, Bravo full nè. Cái kìa súng nhắm này vẫn nhắm vào lửa lên đi. Hả? Ta súng Charlie đây. Dính không trời? Ừ, cái súng nhìn như cái súng bắn đinh gì trời. Ờ đúng rồi, thầy mới nói luôn cái trình y như cái súng bắn đinh. Vô Charlie nha. Ừ, ta vô Charlie nè. Cái cái mát là bự gì vậy? Cái gì cộng nhìn mang dép lào cái kiểu bắn tổng quá. Mặc áo bầu ba mang dép lào, what the fuck. Ủa cái này mình cho đạn được mà không? Bèo ơi, để tao. Chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần làm gì? Ê nó vừa mới nói rồi, chúng ta cần làm gì? Ai đó yểm trợ cho tôi, ok ok ok. Cái góc này khó bắn quá. Bỏ tôi đang vô cho lì. Rồi Bảo, Bảo đang trên cầu Bảo. Ờ, lên bên cầu rồi. Mình bấm nhầm nóc vậy ra. Cái gì cộng gì lè mày đấy. Ủa mày đâu rồi? Cái gì cộng nó chuyện vui quá. Sao nó cái lát này nó đứng như này trời ơi, nó nặng quá. Ủa? Lát không nổi. Ủa, nó đang chạy về phía điểm B nè ba. Má em thấy ai bự gì cộng không ba? Ờ, đây nè. Tao đang đi đằng sau. Má anh còn sống gì? Tao kéo nhào mà không dễ biết. Có hít thở gì như ba phi. Tôi đang nạp lại đàn chờ chút. Hay lắm. Ờ tiếng Việt y như tiếng Anh nha. Ê melee bấm lúc nào? À. Ủa sao bắn vậy chưa chết? Ê có ngụy ở trong chỗ B này. Ê rồi, team kill, oh my god. Tôi sẽ bắn dẫn chết rồi. Chết luôn. Cũng không. Ok đó. 100m, cái đó bao nhiêu mét đi. Hai đó yểm trợ cho tôi. Rồi 25m. Ờ à, này tính mét giống như kia. Tôi rồi. Team kill rồi mấy bộ, 10 giây 24 giây luôn. Này hình như cái đâu đây có hộp đạn hay gì phải không ta? Ủa? Bên mình là thủ nè. Thủ à? Tao sẽ có bắn nhầm cái nút xe bởi anh cứ quen tay nút xe rồi. Là ngồi xuống. Ủa mấy mày cầm cái súng bắn đinh bắn hay ghê á. Bắn quá trời luôn kìa. Ôi, đừng nhảy xuống nhau nội. Tôi có làm đạn ra thôi. Gắt quá. Rồi để biết gì đâu luôn coi. Anh em nhìn anh cũng đâu biết đâu. Cái thằng đó quân B nè. Rồi có làm đạn đó. Món gì vậy? Bravo is being attacked. Trời ơi, bị bắn quá trời. Em ở khu B nè. Mình nhớ tới hồi vào bắn khu 3. Không chết đi. Bên nghệ. Ê, bên đây nè. Ôi, bắn một phát ngay đầu kia luôn rồi. À, bắn một phát ngay đầu kia rồi. Đang là, đang hồ máu. Nó còn ngoài á, nó còn ngoài á. Có thằng bạn, thằng có thằng lồn kia tưởng em. Để em đụng này. Em bị cộng má, nó bắn em luôn, nó tự em Mỹ bắn luôn mà. Ê! Thấy rồi. Đồ phản bội. Mọi thứ vẫn ổn cả chứ. Mọi thứ vẫn ổn chứ. Mất rồi. Nó ghê phải lồn quá, nó trời chơi ghê phải lồn. Rift phải lồn. Mấy cái trò này nó làm Battlefield nhìn giống y chang như cô thì. Anh ơi má, đừng có sử dụng con cha ta nữa nha má. Con trai hồi đó cày dữ lắm, con trai được cái trò này. Wow.
Cái trò này sniper không có. Cái trò này đúng nghĩa sniper không có flick shot được luôn các bạn. Lại nữa. Nó bắn chỗ đéo nào vậy? Sniper ơi bắn. Sniper bắn một phát thì không chết nhưng mà mấy cái súng cạn nó làm cái quái một phát chết rồi. Bắn như lẹ mà. Lẹ. Cái cảnh gì nẻ kia. AC-130 gì ta? Cái nào bắn vậy? Lồn của máy bay nó sạc phải lồn vậy. Như cái nhà đối diện đúng không nhỉ? Ừ, nó vừa bắn được một thằng. Hai thằng. Ừ. Má vợ nó biết cắt núp lửng. Ê chết bà. Mấy cái. Bắn nhầm luôn. Sorry. What the fuck. Mấy năm. Mấy vô khu đê rồi đó. Anh bắn nhầm. Sorry. Anh bắn nhầm. Anh bắn nhầm quá biết đâu. Trời ơi, không được đứa nữa. Ây trời, xong anh chết luôn. Anh đang bắn thằng Mỹ mà. Cái em chị nghe cái nòng ngắm anh cứ tưởng Mỹ mà. Có cái đùn. Giờ lắm anh đợi 15 giây. Ê nhờ, tiện đang bắn cái. Ai thấy bóng dáng ai đi ngang mà bắn cái đùn cái ù mà nhìn lại. Ù, what the fuck mẹo. Em có biết là lúc đó em mặc áo bà ba dép lê rất là ngầu không? Anh nghe tôi nói chứ. Ôi trời. Ê, ở nút nào nằm xuống vậy? Ủa bắn cầu lao cũng chết thằng này kìa. 57 mét. Ủa cái nút này nút nằm xuống nút nào vậy? Atenac. Atenac không? Ok. Nút nút lột. Còn cái đạn này kia nhấn phím tay. Dính được một thằng. Dính được một thằng. Má cứ bấm nhầm xe quậy ta. Ủa cộng 15 CK là gì ta? Team kêu là kiểu em giết đồng đội phải không? Là em bị phạt đợi 15 giây nữa. Thôi. Ủa em đâu có giết đồng đội được đâu ta. Tay ca là team kill á, nếu mà em giết đồng đội em bị đợi 15 giây nữa. Anh bây giờ anh giết mấy lần rồi đó. Oh no, mém nó dính rồi. Động cái gì? Cái thằng kia nó xoay, yeah. Nó thả bò một lần 3 hay cái bò. Bò giá. Còn có thể nãy để được vậy, bây giờ được 6 mạng rồi. Skill đặc biệt. Công nhận cầm sniper bắn ngon hơn nhiều. Còn có 1 phút à. Mình còn quá. Để còn mình đang thu hay không? Mình cầm súng lửa nó tôi đi. Ờ, đúng đó. 60 phút, 60 giây nè. À, sao? Này chắc là một. Không, dựa theo kêu á. Bên kia nhiều quá. Cái này nó không có gì, đứng lên rồi cho đứng lên luôn. Có lịch trên đầu, có lịch trên chỗ tôi nghe nha. Còn 30 giây. Hello Bell, muốn ai thêm viên nữa không Bell? Má nghĩ đi. Để anh bắn nhầm, chứ không phải cố ý mà. Không phải biết rồi, ý là má. Ê, có địch, có địch. Ê, nó bên phải á, nó vậy ôi, cái mé bên ngoài luôn á, mé bên ngoài. Nó chạy vô hàng trong nhà. Ê, nó chào bom. Our homes are safe. Ô thằng. Ô battery luôn. Welcome to Rifles. Đồng cỏ. Đồng lúa. Em đang lấy khu bên nè.
thôi. Thấy một thằng rồi. Come on man, we have taken Bravo. Level 3 quá quá một thằng. Chết. Cái này bắn nhanh phết đi chứ. Bắn rồi, bắn chứ bạn kìa. Ủa bè nó bắn đâu vậy, nó bắn trên đồi mà nó bắn đâu rồi ta. Ôi rồi xong nó thả một phát chết hết liền đảm gì. Dính dính thằng kia rồi. Có ai spawn ngay cho anh được. Ờ như đâu spawn chung được đúng không. Thấy khu e này sao nãy giờ không chiếm được ta. Chết ngay má hay quá. Chiếm đi anh em. Má hay quá anh em ơi. Quán đâu rồi hả? Để bắn hồ nha. Hết hồ không nổi, tỷ bắn. Trong nội này tỷ bắn anh nè, what the fuck. Địch thì không thấy đâu nhưng mà tỷ thấy bộ. Bắn rồi gì gắt hay. Chiếm, ôi rồi xong. Ngay đầu. Fuck. Đụng má, sao máy bay nó bắn ghê vậy. Ủa, anh bị địch, ôi lộn bị bộ bắn, what the fuck. Thôi trả mấy bạn luôn á. Mấy bắn RGB vậy nó không quá. Mà tại bắn nên để luôn. Khó bắn không? Mấy bạn khó bắn quá. Mấy bạn khó bắn phải luôn. Nhà phải có RGB ấy. RGB ấy. Ừ em bắn cũng không được luôn, cũng mà má bắn cảnh nó cũng khó luôn mà. Em phải canh trước cũng hoảng nhưng mà anh thấy tụi nó canh cái này nó dễ hơn bên đó, nó phiêu nhiều. Bắn lại dính có hitbox nó bự lắm mà. Tính ra cái hitbox nó khá là bự. Attack on my mark. Ồ quá, hên quá. Hên quá anh em ơi. Ôi. Đâu vậy? Rồi xong chết luôn. Má anh quick scope thằng kia ba. Anh quick scope thằng kia một phát thằng kia chết luôn đi. Mà có điều luôn quá, anh tự nhiên anh bị dính cái lửa vậy anh chết luôn. Delta is being attacked. Có cái SWAT tunnel gì spawn mình cũng hơi xa chứ. UD đang bị chiếm à. Rally here. SWAT leader kêu mình chạy ra tới khu E luôn. What the fuck. Sao thả bom không được ta? Nãy giờ nghịch cái radio mà thả bom không được. Như em cầm commander mới thả đi. Thì đang cầm commander nè. Ờ ok. Sao xài bom không được ta? Xài mấy cái kia được còn xài bom không được. Chết liền. Này thì cầm RPG á mày. Có RPG nào lấy không béo? Em có nè. Anh cầm má nó bay ở đâu rồi. Ây rồi vừa mới lụm luôn thấy thằng kia. Vừa mới lụm thấy thằng kia luôn. Mất cái tunnel ấy. Ủa nãy làm sao mà tự nhiên có cái tunnel này. Ờ nãy tự nhiên có cái tunnel để spawn ngay khu khu D ấy. Cái xong cái giờ mất tiêu luôn rồi. Ủa bên mình cái trực thăng á hả. Hình như cái bên đó cái của SWAT leader nó làm hay sao giờ mất tiêu rồi. Nãy giờ mới lụm được cái RPG lên. What the fuck. Biết thế cầm RPG bắn mẹ luôn rồi. We are taking Charlie. Chiếm mất ô lộn. Ủa mất C hả? Gì gắt vậy? Mất C có D coi như bù trừ rồi còn đều nhau rồi. Ủa cái gì ta? Ủa cái hàng L làm gì ghê vậy? Nó cần 4 năm mạng luôn rồi. Kinh thiệt nha. Cho chúng tôi nghỉ một chút được không? Không. Đi tiếp đi. Má nó vừa mới kêu cho chúng tôi nghỉ một chút được không? Không. Má. Sorry. Ủa gì vậy? Nó phụ.
Mẹ nó, cái thằng lợ lợ gì em mắng ghê thiệt. What the fuck thiệt luôn. Nó chỉ mất C. Có C kìa má. Anti-air defenses are active. Shh, attack on my mark. Attack on my mark. Ở nhà cũng dính kêu là sao ta? Ở nhà cũng bắn được quá. Đúng mẹ nó. Bèo gắt à, bèo gắt à. Scout, report in. Tôi tưởng muốn địch không à? Mày bắn trúng máy bay luôn mà. Nguyên quả vô mặt nó luôn. Hết hồn. Các anh em không hiện tên, không hiện giới, cứ tưởng địch không à? Anh đang chiếm khu C nè. Trời mất hết trơn rồi kìa mấy bồ. Bên mình nhiều bên nó mà bên mình đang thành dưới nè. Thành dưới đó. Ôi. Ôi sao này không chết. We have taken Charlie. Ôi thấy mày đây nè con. Ủa spawn chỗ nhà cũng bắn đạn quá rồi. Nó có cây 16A3 nó chứ tao ngỏm thấy. Anh cũng biết. Nó bắn đâu ra vậy trời. My dad bắn em bắn đằng kia 80m. Anh có bị bắn không vậy nhỉ? Không, mà không biết thằng đó đâu. Em bắn chết đó rồi. Nghe tiếng đủ hướng mà không thấy ai. Mấy cái này phải chơi màn hình bự cũng mới rõ ba. Má chứ không. Màn hình bự mà cũng chưa hẳn là bị thấy nữa. Màn hình bự thì đi mắt nó nổi hơn. Bắn đâu vậy? Vừa mới cái đầu ấy sao? Thôi anh bắn rồi. Bắn từ bên trái qua, bên trái qua. Bắn ba mạng, bốn mạng lúc luôn anh. Phải lồn. Ủa ai chở tao vậy? Thằng phi công chết rồi, đang bị chết vậy. Ủa sao nhảy dù? Một phát nhảy đầu. Một phát nhảy đầu nó còn sống được. Có My Dad anh vào bắn chung My Dad rồi. Mẹ mày con chó My Dad. Nó táp một phát nhảy đầu My Dad vậy. Cái này phải chơi từ từ, chứ không có rush được. Nó như Battlefield cầm sniper một one tap cái kiểu rồi. Rồi quick scope cái kiểu như Battlefield Call of Duty hay là bắn đúng kiểu bắn từ từ. Ở trong cái nhà B có trong nhà B. Nhà B nó bắn bị bắn ngay rồi. Đó. Ủa, rồi sao? Nói rồi vừa nói. Anh không thấy luôn á mà. Giờ nó xuyên một cái đầu vô. Mà em để ý mỗi lần mà em bị bắn ngay đầu á là mày hẳn đen tù lùi rồi. Cái người tắt bóng, nó tắt bóng quá. Bắn phải ngay mặt em quá, tắt đèn luôn. Đúng nghĩa tắt đèn luôn. Ngô tắt tố rồi cơ là. Kiểu em không nhìn đồng đội đúng không? Là nó mất cái dấu xanh trên người. Nó không giống Battlefield. Mà trong khi phạm vi gần đấy nó phải hiện lên chứ chữ này. Địch nhìn nhiều lúc mà không biết nữa. À,
cháy nó rồi chị sẽ nghĩ nó. Ừ, anh thấy nó mà bắn không kịp luôn. Ờ, với lại mà kiểu em không có, kiểu như em không có mà kiểu băng dán vô người đúng lúc á, mà hình nó bắt đầu đen đen. Em bị đen đen rồi nè. Nó đâu có thể làm thế đéo mà thấy mình được. Mới thấy cái bóng đi ngang qua. Trời ơi. Ra đây con, ra đây con. À đây. Ồ dính luôn, what the fuck. Đẹp vãi. Phải đẹp vãi. Đúng không, đúng không, đúng đó không. Ý là anh bắn thì dính. Nhưng mà ý là wow, phát nãy đẹp lắm mà. Phát nãy đúng đẹp luôn. Anh đợi nó bây giờ nó ngồi nó cứ nằm cam cam rồi. Thằng kia nó chở. Nó đáp cái đập mẹ mấy bài. We've been defeated. Chuyện qua.